Ok. Bây giờ là chỗ này nó gồm 70 đề nên mình phải bố con mình phải thực hành Đề 1. từng bài một. Đấy. Ở bài số 1 này thì con theo con phân tích như nào, con nhận dạng như nào, nó là liên quan đến phép gì? Nhân Ừ. hết chia Rồi. Rồi xong bài số 1, nghĩa là bài bài số số 2. hai. Bài số 2 đặt tính rồi tính lấy nháp ra, nháp ở dưới đây. Nhanh. Nói to lên. 271 nhân 2. Viết số 2 thẳng hàng một số 1 vào trên. 2 nhân 1 bằng 2. Ừ. 2 nhân 7 bằng 4. Viết 4 nhớ 1. 2 nhân 2 bằng 4 nhân bằng 5. Ừ. 542. Rồi xong bài 2, bài 3. Phép chia đi, làm một con phép chia bài 3 này, bài 2 này đi. 847. Đây là kiến thức cơ bản, nếu đi chúng ta đi lướt qua nhanh. Viết 7. 8 chia 7 bằng 1, 1 nhân 7. 8 chia 7. 8 chia 7 bằng 1. 1. 14 chia. 14 chia 7 bằng 2. Rồi ok. Thế là phép chia này là như thế đúng không? Ok. Bài số 3 ghi vào. Đúng cái đề sai. Ừ. Nào bài số 3 làm đi. Đúng ghi tờ sai ký số chấm giá trị của biểu thức 12 nhân 4. 12. 2 nhân 4. 12 nhân 4, viết 12 nhân 4 ra nhanh lên nháp đi. 4. À đâu. Chúng 48. ta rồi 48. 48 chia 2. Ừ. Bốn chia hai bằng hai đúng không? Tám chia hai bằng bốn. Ừ. 24. Ừ. Đúng. Bây giờ nha, bây giờ là những cái bài nào dễ lướt qua nhá, đọc luôn đi, không nháp nữa, đọc luôn. 35 Nhầm 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 nhầm. Phép này có gồm có phép tính gì? 35 cộng 15 bằng 5 mà. Đâu? Như nào? 50. Không. 50 chia 5 bằng 10. Không, không. Bây giờ là trong một biểu thức. Có phép cộng với chia. Ừ, thế thực hiện phép nào trước? Phép chia. Ờ. 5 chia 5 bằng 3. Rồi. Rồi. 15 chia 5 bằng 3 rồi. 35 cộng 3 bằng 38. Ừ. Thế đây là người ra đề bài người ta nói là bằng bao nhiêu? 10. Thì đúng hay sai? Sai. Viết vào nhanh. Chu vi hình vuông có cạnh là 6 cm thì bằng 6 nhân 2 4 mét. 24 đúng. Muốn tính chu vi của một hình vuông thì nó vẽ hình vuông ra xem nào. Đây. À. Rồi. Đây nha. Ừ. 6 này, 6 này, Ừ. 6 này, 6. Thì vẽ hình tam giác xem nào. Cứ nháp vẽ ra càng nhanh 6. thôi. Ừ. 6 Ừ. 6. Vẽ hình thang xem nào. Cái hình thang vì Ừ. gì? Nè. Vẽ cái thang đấy là cái thang, còn vẽ hình thang của nó là ví dụ như này. Đấy, đây hình thang. Cũng có bốn cạnh. Điền vào. 6 6 6 Ừ. 6. Thế hình chữ nhật. 6 6 6 Làm sao hình chữ nhật 6 tất được? Hình chữ nhật làm sao mà lại, nếu mà đã 6 tất thì làm sao gọi là hình chữ nhật được? Cạnh này phải là lớn hơn 6 hay nhỏ hơn 6? 4. Ừ, 4. Cứ vội vàng. Bên này thế. Thế bây giờ con hiểu thế nào là chu vi? Thế nào là chu vi? Chu vi là gì? Chu vi là gì? Đấy các gì? cạnh của Đây này, ví dụ như tờ giấy này, chu vi là từ đâu đến đâu? từ đây đến đây Ừ. Tạm thời là tạm tạm thời là gì? Là từ đây độ này độ dài. đến đây này Nó gọi là gì? Chu vi là gì? Độ dài. độ dài
của mấy cạnh? 4. Đúng rồi. Ví dụ như là muốn tính chu vi hình bóng của cái hình sân bóng hoặc của một ruộng lúa thì của ruộng lúa thì có nghĩa là gì? Chu vi của các bờ đúng không? 4 cái bờ lúa chạy vòng quanh ruộng lúa đúng không? Thế như thế gọi là hiểu là chu vi nhá. Đơn vị của chu vi là gì? Đơn vị của chu vi là đơn vị độ dài, đơn vị trọng lượng hay đơn vị gì? Khối lượng hay là gì? Chu vi à? Thường là có thể là độ gì? Độ dài. Ở độ dài thì đơn vị độ dài là lớn nhất là gì, nhỏ nhất là gì? Nhỏ nhất là mm, lớn nhất là km. Rồi ok. Thế liên quan đến cái này kiến thức lớp 2 con đã tính chu vi hình tam giác rồi đúng không? Vâng. Muốn tính chu vi hình tam giác làm gì? Tính chu vi hình tam giác. Tính tổng tổng ba ba cạnh đúng không? Thì chu muốn chu vi hình vuông người ta tính gì? Tính tổng à đâu? Hình vuông là gì? Hình vuông. Đây. Hình vuông là hình như nào? Hình vuông là hình có bốn cạnh bằng nhau. Bốn cạnh bằng nhau có mấy góc vuông? Có bốn góc vuông. Ừ. Thế hình vuông với hình chữ nhật thì khác nhau như thế nào? Hình vuông có bốn cạnh bằng nhau. Hình chữ nhật có hai cạnh dài, hai cạnh ngắn. Đây này. Đây là hai cạnh dài đúng không? Hai cạnh ngắn. Thế hình 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 vuông với hình chữ nhật giống nhau ở chỗ nào? Hình vuông với hình chữ nhật giống nhau là có bốn góc vuông. Đúng rồi, bốn góc vuông đúng rồi. Thế bây giờ công thức tính chu vi hình vuông là như nào? Công thức tính chu vi hình vuông là gì? Là lấy. Lấy gì? Lấy một cạnh, độ dài của một cạnh bất kỳ, bởi vì một cạnh nó thay một cạnh nhân 4 đúng không? Vâng. Ví dụ như bài này chu vi hình vuông có cạnh là 26 thì này là đúng hay sai? 6 nhân 4 24 đúng rồi. Đúng, viết đúng vào. Rồi. Thế muốn tính chu vi hình chữ nhật thì này là cách tính như làm sao? Ta lấy cạnh này là chiều dài chiều gì? Lấy chiều dài cộng chiều dài cộng chiều cộng chiều chiều rộng. Không, chiều dài cộng chiều rộng cộng chiều dài cộng chiều rộng. Nghĩa là một lần chiều dài cộng chiều rộng lại cộng chiều dài lại cộng chiều rộng. Nếu mà gọi là tối ưu lại một chút, gọi là đơn giản hóa vấn đề, tức gọi là ta lấy muốn đọc kiến thức lý thuyết này, là muốn tính chu vi hình chữ nhật ta lấy. Muốn tính chu vi hình chữ nhật ta lấy có phép nhân đấy, có phép nhân là lấy chiều dài chiều này nhân với chiều này nhân với chiều này, sao lại nhân chiều dài. Muốn tính chu vi hình chữ nhật ta lấy chiều dài cộng chiều rộng được bao nhiêu gì? Nhân với 2. Đúng rồi. Ví dụ như cái hình này là chiều dài là bằng 6, chiều rộng bằng 4 thì là chu vi là bao nhiêu? 10. Hả? Chiều dài là 6, chiều rộng là 4. Ừ. 6 cộng 4 10. Ừ. Thế chu vi bằng bao nhiêu? 20. Đúng rồi. Chu vi bằng 20, 10 nhân 2 nữa đúng không? Thế thì bây giờ giả sử một nửa chu vi thì bằng bao nhiêu? Hình này một nửa chu vi thì bằng bao nhiêu? Cm 10. À đâu? Một nửa chu vi à? Từ đây đến đây. Ừ. Có nghĩa là gì? Là chiều dài cộng chiều rộng. Đúng rồi. Còn cả chu vi thì là chiều dài cộng chiều rộng nhân 2 đúng không? Vâng. Thế như cái cạnh này bằng 6, hình vuông này 6 thì nửa chu vi bằng bao nhiêu? 6 6 bằng 12. Đúng rồi, bằng 12. Thế một nửa chu vi bằng 12 thì chu vi bằng 24 đúng không? Rồi ok, trở lại vấn đề đi vào đề tiếp theo. Vừa rồi là bố con mình vừa động đến một cái kiến thức rất là quan trọng nhá. Kể cả hình thang, bố nói tóm tắt lại này: hình thang, hình tam giác, hình chữ nhật, hình vuông, nhớ chưa? Hình thoi. Tất cả các hình đấy mà được tính về chu vi thì con cứ hiểu là độ dài của các cạnh bao quanh hình đó, nhớ chưa? Cao cạnh, các cạnh tạo lên hình đó, nhớ chưa? Mà các hình thì con đã được học là hình vuông, hình tam giác, hình chữ nhật, hình thoi. Hình chưa? Rồi. Hình thang.
thang còn chưa học à? Đây hình thang đây nhá. Một vị 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 lại không? Vẽ lại hình thang của nó như này, hình thang đây này. Một hình thang bao giờ nó có hai cạnh song song với nhau. Đấy. Đấy. Có nghĩa là cạnh này với cạnh này nó là như hai cái bờ sông chạy song song. À, giống cái... Đấy, có thể là cạnh này đứng lên này cũng là hình thang. Nó đứng như này cũng là hình thang. Đấy. Đó. Thế kiến thức đấy học về sau. Thế như vậy là bây giờ là muốn nhấn mạnh này là như thế nhá. Tất cả các chu vi là như thế. Và bản chất trong thực tế là chỉ muốn tính chu vi hình bờ ruộng, hình sân bóng các thứ là con phải định hình là nó chính là nó là cái bờ đường biên chạy vòng quanh cái hình đấy, nhớ chưa? À. Chu vi, hôm nay chỉ nhớ đến chu vi thôi nhá. Sau này lớn là học những cái kiến thức khác, ví dụ như là diện tích, đúng không? Rồi bây giờ trở lại thì vấn đề là của cái đề này là đề. Diện tích có phải là như là hết tôi nghĩ không? Đây, diện tích là như thế này. Ví dụ như cái tờ giấy này này. Hay như cái hộp bút đây. Như hộp bút đây. Chu vi là những cái đường bao quanh vòng ngoài này. Còn diện tích là những cái bề mặt ở phần giữa phần bề mặt này. Thấy chưa? Ví dụ như diện tích sân bóng là những cái chỗ mà vùng mà các cầu thủ chạy được ở trên mặt sân, đấy là diện tích. Tất cả cái bề mặt đấy gọi là diện tích. Nhá. Ví dụ như mình ruộng lúa thì gọi là diện tích. Mình cấy bao nhiêu được bao nhiêu mét vuông. Đơn vị của nó là mét vuông. Mét vuông. Hoặc là cm vuông hoặc là cái gì đấy vuông, nhớ chưa? Nói đến diện tích thì cái đấy học xong. Phần 4 này, tập trung vào đi. Đấy, khoanh chữ nhật này. Đây, đọc. Phần A. Khoanh và chữ đặt trước câu trả lời đúng. Số 415 được viết này. Khoanh vào. Rồi. Số lớn là 64, số bé là 8. Ừ. Số bé bằng 1/8. Rồi, khoanh vào nhanh. Số lớn gấp mấy lần rồi bé? 8. Ừ. Đúng rồi. Một phần này gấp mấy lần này thì liên quan đến phép gì? Liên quan đến là... Ví dụ như số lớn là 64, số bé là 8 thì bây giờ là nó gấp 8 lần thì nó liên quan phép gì? Gấp mấy lần là liên quan đến phép gì nhỉ? Phép gì? Gấp là nhân. Ừ. Còn bằng 1 phần mấy là liên quan phép gì? Bằng 1 phần mấy là chia. Đúng rồi. Đây, quy luật bài này. Phần 5, bài 5. Viết số thích hợp vào dấu chấm. Nào. À. 28, 35, 42. Ừ. 42, 49. Viết vào nhanh nhanh. Thế nào mà viết 49 ở đấy? Bảng nhân 7. À ừ. Bảng nhân 7 phân tích cho thế nào? Đây là 7 nhân 4 bằng 28. Ừ. 7 nhân 5 bằng 35. Ừ. 7 nhân 6 42. 7 nhân 7 49. Rồi, thôi nói mồm rồi không viết nữa. Tiếp. Đây là cậu 49 xong lên cái gì nữa? 49 xong à. 7 nhân 7 19, 7 nhân 8 56. Ừ. Ừ. 7 nhân 8 56, 7 nhân 9 á. Ừ. Bằng 63. Ừ. 7 nhân 7 70. Ừ. Rồi. X cộng 1. Như thế là một cái phần 5 này con vừa làm một cái việc rất tốt là con gì? Con xác định được. Xác định được cái gì nhỉ? Xác định được à? Xác định được gì? Xác định được quy luật, đúng không? Của dạy. Quy luật của gì? Dạy. Của gì? Của... Nói to. Quy luật của... Dãy số. Đấy, không vừa bảo dãy số. Ừ. Nghĩa là mình đoán được cái ngụ ý của cái người ra đề bài, nhớ chưa? À, các bác thân mến, à, một trong những cái điều thực tế là chim cú gáy hay vẫn chia sẻ với các bác là trong cuộc sống thì thực ra chúng ta cũng nên dành thời gian cho con cái, và qua một thời gian thì mình phát hiện ra một điều là chỉ có cách là mình dành thời gian cho con cái và mình sẽ học cùng các con thì các con mới khá được.
và cũng là một cái trải nghiệm là chỉ có cách là mình đọc trước những cái chương trình sách giáo khoa, tham khảo một số những cái đề ở trên mạng, phân tích đề rồi tìm ra những cái dạng kiến thức cơ bản, cấu trúc của đề gồm có những bao nhiêu phần và những kiến thức rơi vào phần nào, con mình đã nắm bắt được đến đâu đấy, vẫn mải chơi lắm, và con mình đã đi điểm yếu chỗ nào thì các bạn phải phải xác định cho nó rõ ở kiến thức lớp 2 gồm có những cái gì, lên cấp 3 thì có những cái gì và sự gắn kết giữa hai khối là như thế nào đấy. Ví dụ như ở lớp 3 thì các con phải hiểu được là phép nhân, phép chia, đúng không ạ? Rồi rồi những cái kiến thức về xem đồng hồ, rồi những kiến thức về đơn vị đo độ dài, tính chu vi, rồi so sánh hai số, nhiều vấn đề lắm. Thế đây, Như Ý bỏ đi này, tập trung vào đây. Đây bài này là bài tìm x này, bài số 6 nhé. Ui, số nghìn. Bài số 6, con đọc đề bài này. Bỏ đi. Tìm x. X cộng mấy cái số này. X ở đây là số gì? Sao kiến thức con học là x là số gì? X là số hạng gì? Số hạng thứ? Số hạng chưa biết. Số hạng chưa biết đúng không? Đây là số hạng đã biết. Đây là gì? Tổng. Rồi, còn nếu mà trong cái kiến thức là đây là số hạng 1, đây cộng số hạng 2 đúng không? À số hạng thứ nhất. Hay là gì? Hay là số hạng chưa biết? Chưa biết. Số hạng chưa biết. Số hạng đã biết. Cộng số hạng đã biết bằng tổng. Thì bây giờ là x bằng tổng trừ đi số hạng đã biết. Rồi, đây. X nhân 4 bằng 864. X là cái gì nhỉ? X là gì? Thừa số. X là thừa số. Đây. Thừa số. Đây. Thừa số. Thừa số nhân thừa số nó gọi là gì? Tích. Bằng tích đúng không? Thì muốn biết thừa số chưa biết, ta lấy tích chia cho thừa số đã biết. Thừa số đã biết. Rồi xong nhá. Như thế là con nắm bắt được về kiến thức lý thuyết. Được. Nhớ không? Được. Giả sử, chỗ này nó gọi là 1243 cộng x bằng cái này thì con cũng vẫn phải giải như vậy đúng không? Đúng không? Hoặc là 4 nhân x bằng cái này cũng được, tại vì nó hoán vị trí cho nhau thôi đúng không? Được. Nào bây giờ một cửa hàng có 87 xe đạp. Ừ. Đã bán 1/3 số xe đó. Ừ. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu xe đạp? Ừ. Rồi. Thế bây giờ người ta cho cái gì? Nói thôi, không bắt đặt bút, nói. Người phân tích cho bài toán. Một cửa hàng có tổng. Tổng là 87 xe đạp. Ờ. Số. Số xe đạp đã bán là 1/3. Ờ, thế bây giờ 1/3 đã bán là bao nhiêu? Muốn biết được cái số 1/3 này là bao nhiêu? 3, bây giờ người ta hỏi cái gì đã? Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu xe? Ờ, muốn biết còn lại bao nhiêu thì phải làm nào? Ta lấy 87 chia 3 rồi được bao nhiêu? Tại sao lại lấy 87 chia cho 3? Đang trả lời câu thứ nhất. Ờ. Lấy 87 chia 3 rồi được bao nhiêu là 87 trừ đi rồi. Ờ, rồi. 87 chia 3, 8 chia 3 rồi. 2. Ừ. 2 nhân 3 là 6. Ừ. 8 chia 6 là 2. Ừ. 2 chia 3, 27 chia 3 là 9. Vậy là số bán đi là bao nhiêu? 29. Rồi. Rồi lấy 87 trừ đi 29. Ừ. 7 chia 9 là 8 chia 2 bằng 6 cho 1 là 5. 58. Rồi. Điền vào đây. 58. Điền đây là 29 là dòng trên. 29. 29. Đã bán. Đấy, ghi đã bán đây. 58 là còn lại. 5. Đây là nháp mà viết thoải mái nhá. Bây giờ bố con mình đặt tên cái bài dạng bài toán này là bài dạng bài toán gì? Mở ngoặc đây dạng bài toán, mở ngoặc ra ngoài này là bài toán gì? Bài toán gì? Chia. Chia.
chia trừ. Đúng rồi. Bài toán chia trừ nhớ nhá. Bài toán này là bài toán chia trừ. Có nghĩa là người ta cho cái tổng và người ta hỏi, à người ta đã cho cả cái số đã bán là bằng bao nhiêu phần bao nhiêu của cái tổng đấy, nhớ chưa? Ừ. Sau đó người ta hỏi số còn lại, đúng không? Tao xem tiền điện nó phải bỏ vàng, cuộn mắm hay bao nhiêu của mấy bạn. Vâng vâng. Đợi con đây. Như vậy. Tí nữa bán một thể. Như vậy là chúng ta ở cái vấn đề số 1 này này, nó có 7 phần các bạn nhé. Thì nó có một phần liên quan đến phép tính nhân, một phần cũng liên quan đến phép tính chia. Nhân chia là bảng cửu chương từ bảng 1, bảng 2 đến bảng 9. Rồi liên quan đến kiến thức là tính giá trị biểu thức. Thì các con lưu ý là gì? Nhân, con vừa mới học tính giá trị biểu thức sau. Nhân chia trước cộng trừ sau, ưu tiên phép tính nhân trước đúng không? Nhân trước. Chia, sau đến chia, sau đến cộng, sau đến trừ đúng không? Nhân rồi chia trước, cộng trừ sau. Ở cái phần này là con lưu ý này, người ta ra cái đề là phần người ta viết. Người ta viết thì con chọn đáp án là dạng số. Số. Và nếu người ta ra đề bài dạng gì? Số thì trả lời viết. Đúng rồi. Đấy là phải phân biệt như thế. Rồi tìm x thì là liên quan đến phép trừ và liên quan đến thương đúng không? Chia đúng không? Và bài toán này thì là một trong những bài toán đơn giản thôi, nhưng mà nó là kiến thức cơ bản, nó liên quan đến phép tính ấy. Thì đây là video thứ nhất, thì chương trình ôn thi toán lớp 3 học kỳ 1 thì Chim Cú Gái Hay sẽ thực hiện khoảng 10 video, 10 những vấn đề kiến thức cơ bản từ những cái thực tế là dạy con. Đây là một chiến sĩ đấy. Thì các bạn có thể đăng ký để cùng dạy các con và cùng chia sẻ những cái kinh nghiệm để chúng ta làm những cái dạng toán phân tích và cùng các con nắm bắt chiếm lĩnh được kiến thức. Đấy, thì ở cái tập này thì mình đã sưu tập được khoảng 70 cái đề dạng cơ bản của của những năm. Nó là kiến thức. Thì ở dưới phần mô tả video thì mình để lại cái đường link để các bạn có thể xem, và các bạn để lại cái liên kết, cái link đó thì các bạn có thể tải xuống mà các bạn in ra. Và in ra thì các bạn có thể in ra ở dạng file Word hoặc là file PDF. Đấy, thì các bạn in file PDF thì bao giờ nó căn chỉnh chuẩn hơn một chút. Đấy, thì các bạn in ra mà các bạn cho các con thực hành. Ở Ba Vì thì còn khoảng một tuần nữa là thi học kỳ rồi. Đó, học trường gì nào? Học trường nào, dê gái. Dê gái thế nào, bỏ đi nào. Dê gái. Ô trời, kiếm thế nhỉ. Thì bây giờ con làm tiếp đề số 2 này đi nhá. Xong tí nữa bố chấm điểm thử xem là, con bố bấm giờ từ bây giờ xem là con làm được đến đâu, xong bố nắm bắt được cái năng lực của con đến đâu nhá. Bây giờ là xem là bao nhiêu phút quay không? Có đấy nhá, các bạn có thể đăng ký để tiếp tục đón nhận video mới nhất từ môn toán, môn tiếng Anh đúng không ạ? Tiếng Anh của con đề số 2.